Chào các bạn, tôi Hải Bùi đây. Tiếp theo cái video lần trước nói về cái cách hạch toán bên có của tài khoản 131 nữa các bạn. Của cái tài khoản mà có gốc bằng ngoại tệ thì lần trước cái video lần trước tôi có nói là trong tình huống mà nếu công ty của các bạn mà khách hàng thanh toán theo từng hợp đồng rõ ràng thì bên có 131 nè, mình sẽ ghi thêm tỷ giá ghi sổ thực tế đến đích danh, tức là mỗi lần khách hàng trả bao nhiêu tiền là các bạn biết được trả của cái hợp đồng nào. Thì lúc đó bên có của 131 này các bạn ghi đúng bằng tỷ giá bên nợ của 131 luôn, theo từng hợp đồng luôn, gọi là tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh. Là lần trước tôi đã nói cho các bạn rồi, đi cho các bạn. Nhưng không phải công ty nào cũng giống công ty nào hết. Nếu mà công ty nào mà nó trả đích danh theo từng hợp đồng thì các bạn ghi sổ bên có 131 theo tỷ giá ghi sổ đích danh, đúng không ạ? Đúng các bạn, tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đúng bằng cái tỷ giá mà các bạn ghi bên nợ của 131 á. Nhưng trong tình huống á, là có khách hàng người ta trả tiền cho các bạn á, là không theo một cái hợp đồng nào hết, nhưng mà trong kỳ các bạn bán hàng thì nó rất là nhiều hợp đồng với rất là nhiều tỷ giá khác nhau, nhưng khách hàng trả thì không có trả theo một cái tỷ theo một cái hợp đồng nào hết. Thì lúc đó bên có của 131 này các bạn ghi sổ gì? Tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động cho mỗi lần các bạn mà có xuất hóa đơn. Tức là mỗi lần mà các bạn xuất hóa đơn thì các bạn tính cho tôi lại một cái tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động, được không? Đây, tôi ví dụ cho các bạn đây, ngày 1 tháng 10 nè là tỷ giá 20. Sang ngày 15 tháng 10 các bạn bán tiếp là tỷ giá gì? Bên nợ của 131 nó nhảy lên tỷ giá 21. Thì ngay lập tức các bạn tính cho tôi cái tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền di động tại ngày 15 tháng 10. Đây các bạn, nó sẽ bằng nè, đúng chưa? Nó bằng 20 cộng cho 42, tức là 62 triệu. Mình chia cho 3.000 USD thì nó ra cái tỷ giá này. Và ngày 16 tháng 10 mình có bán hàng, mình chưa thu tiền nè, 3.000 USD và tỷ giá lên 22. Thì tại ngày 16 tháng 10 này các bạn tính lại cho tôi một cái tỷ giá nữa, được không các bạn? Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng 20 cộng 42 cộng 66, được không các bạn? Chia cho 6.000 thì nó ra cái tỷ giá đây, tức là tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền tại ngày 16 tháng 10. Tức là mỗi lần mà các bạn có xuất hóa đơn thì các bạn tính lại cho tôi một cái tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền. Rồi sang ngày 11 tháng 11 nè, khách hàng trả 1.000 USD, được chứ bạn? Là khách hàng cứ trả thôi, không phân biệt là trả cho cái hợp đồng nào hết. Thì lúc này bên có 131 này chúng ta ghi sổ theo tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền di động, đây là 21.33. Chúng ta lấy 21.33 nè, chúng ta nhân ngàn thì nó ra số tiền Việt Nam đồng, được chưa các bạn? Được chưa? Thì chúng ta đang có phải thu 6.000 đô với tỷ giá 23. Bây giờ chúng ta thu được 1.000 thì nó còn 5.000 với tỷ giá 23. Rồi rõ chưa? Sang ngày 15 tháng 11 mình có phát hành hóa đơn thì các bạn tính lại cho tôi một cái tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền. Đây các bạn, thì nó bằng 106 triệu cộng thêm 51.000 thì nó ra 157 triệu. Đây các bạn, là lấy 157 triệu nè, các bạn chia cho 7.500 đô thì nó ra tỷ giá. Rồi, sang ngày 12 tháng 12 chúng ta thu 2.000 USD thì 2.000 USD này chúng ta phải lấy cái tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền gì? Di động là 21.500. 21.055. Đó các bạn thấy không? Rồi, các bạn rõ chỗ này chưa? Ok. Rồi. Mỗi lần mà chúng ta thu tiền như thế này thì nó sẽ phát sinh trên là tỷ giá. Rồi các bạn rõ ý tôi chỗ này không? Giả sử ở đây là mình thu tiền là tỷ giá 21 nè, mình thu ngoại tệ là 21 thì bên có 131 như thế này. Thì lúc này là lỗ nè các bạn. Được chưa? Lúc này là lỗ nè. Đáng lẽ thu là tỷ giá 21.333 nhưng mà mình thu có 21 à, này bị lỗ. Còn lúc này là mình thu tỷ giá 22 nên mình lãi nè. Vậy được chưa? Đây gọi là lãi và lỗ trên là tỷ giá phát sinh trong kỳ. Lãi thì mình ghi 5.15, còn lỗ mình ghi 6.35. Rồi, các bạn rõ chỗ này chưa?
Tức là mỗi lần mà thu tiền thì phát sinh chênh lệch tỷ. Tỷ giá là ngày 11 tháng 11 và ngày 12 tháng 12. Vậy sau khi mình làm cái động tác này xong thì mình xác định số dư cuối kỳ thì nó ra là 115 triệu. Được chưa các bạn? Là tương ứng với lại bao nhiêu ngàn đô các bạn? Còn 5.500 đô. Được chưa? Với cái cách làm mà ghi sổ theo tỷ giá đích danh á thì cái tiền của mình nó còn tới 117 triệu. Còn nếu mình ghi theo tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền di động á thì nó còn có 115 triệu thôi. Rồi được chưa? Ok. Rồi bây giờ cuối năm thì các bạn đánh giá lại trên là tỷ giá theo chế độ kế toán của mình. Giả sử đây là tỷ giá 22. Rồi được chưa các bạn? Được chưa? Về cách chọn tỷ giá ghi bên có 131 đây nè, là ghi theo đích danh hay là ghi theo tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền di động hay gọi là liên hoàn, thì tùy theo khách hàng. Nếu mà trả tiền cho mình theo từng hợp đồng thì ghi bên có 131 là theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích. Tỷ giá ghi sổ đích, đích danh đúng bằng minh nợ của 131. Còn nếu mà khách hàng trả mà không theo hợp đồng thì bên có 131 chúng ta ghi sổ tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền di động. Được chưa bạn? Được chưa? Thì kết quả trên là tỷ giá phát sinh trong kỳ nó sẽ khác nhau. Ở đây là trên là tỷ giá phát sinh trong kỳ của mình là bao nhiêu các bạn? Là chúng ta lãi 1.500.000. Còn nếu mà mình làm tỷ giá ghi sổ đích danh thì chúng ta lãi bao nhiêu? 3 triệu. Nhưng chúng ta xem coi cuối năm chúng ta đánh giá lại trên là tỷ giá thì về mặt kế toán giữa hai phương pháp này, giữa hai cái cách ghi này thì kết quả nó giống nhau hay khác nhau? Được chưa bạn? Đây, nếu mà ghi sổ tỷ giá bình quân giao quyền di động thì tỷ giá của mình là ghi sổ là đang là 21.055, còn mình đánh giá theo tỷ giá 22, đúng không bạn? Thì cái này chúng ta lãi, đúng không? Chúng ta lãi. Nếu mà ghi sổ thì chúng ta đang có 115 triệu, còn chúng ta đánh giá lại thì chúng ta được 121 triệu, nên chúng ta lãi. Thì cái lãi này chúng ta sẽ ghi vào năm 15. Như vậy kết hợp phát sinh trong kỳ và đánh giá trên là tỷ giá cuối năm thì toàn bộ chúng ta lãi là 6.750. Các bạn thấy không? Đây, phát sinh trong kỳ thì chúng ta lãi khoảng chừng 1.500.000, đúng không các bạn? Đây nè, phát sinh trong kỳ chúng ta lãi 1.500.000 nè, đúng không? Kết hợp với đánh giá trên là tỷ giá cuối năm nữa thì toàn bộ là chúng ta lãi 6.750. Còn nếu mà làm theo bên có 131 ghi theo tỷ giá đích danh thì lãi trong kỳ là chúng ta lãi 3 triệu, nhưng cuối năm đánh giá lại thì chúng ta lãi có 3.750 thôi. Như vậy làm theo đích danh thì tổng kết lại mình vẫn lãi 6.750, và làm theo ghi sổ tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền di động thì tổng phát sinh trong kỳ lãi kết hợp với đánh giá trên là tỷ giá cuối năm thì chúng ta vẫn lãi 6.750. Như vậy làm theo hai phương pháp thì kết quả lãi vẫn giống nhau. Vậy các bạn thấy không? Lãi phát sinh trong kỳ cộng lãi trên là tỷ giá, hoặc là lỗ phát sinh trong kỳ cộng với lại lỗ trên là tỷ giá cuối năm, theo cái phương pháp mà bên có 131 là theo tỷ giá ghi sổ đích danh á, nó sẽ luôn luôn đúng bằng bên có 131 ghi theo tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền di động. Rồi được chưa các bạn? Rồi các bạn biết cách ghi bên có 131 chưa? Ghi bên có 131 mà cái tài khoản có gốc bằng ngoại tệ, chúng ta có hai cách ghi. Cách một là ghi theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích, ghi đích danh, tỷ giá ghi sổ đích danh. Tức là bên nợ 131 ghi tỷ giá nào thì bên có 131 ghi tỷ giá đó. Áp dụng trong trường hợp là công ty của mình khách hàng trả theo từng hợp đồng. Còn trong thực tế nếu khách hàng không trả theo từng hợp đồng thì bên có 131 chúng ta ghi theo tỷ giá ghi sổ bình quân giao quyền di động. Rồi được chưa các bạn? Thì chúng ta xem coi công ty mình nó nằm trong tình huống nào thì chúng ta làm cho nó đúng. Được chưa? Tôi sẽ tiếp tục quay cho các bạn hướng dẫn về cách hạch toán bên nợ của 331 trong trường hợp chúng ta nhập khẩu theo hai phương pháp thì kết quả nó giống nhau hay không. Rồi, hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video kế toán và thuế từ tôi.
được chưa bạn, bằng cách là lên kênh YouTube. Lên kênh YouTube nè các bạn, lên kênh YouTube các bạn gõ từ khóa là tự học kế toán đây các bạn, bấm vào đây Tấn Hải Bùi, bấm vào đây không có rồi, được chưa? Khi xem những cái video nè, nhà máy là ngày của mình, được chưa? Kế bên Tấn Hải Bùi nè, nó có từ đăng ký kênh, các bạn bấm đăng ký kênh và nhớ bấm vào cái chuông để mỗi lần tôi ra thông báo nó hiện lên trên đây. Rồi được không các bạn? Nhớ bấm vào cái chuông. Ok. Chúng ta phải sử dụng Gmail chúng ta mới đăng ký được nha. Được chưa? Rồi các bạn muốn mua sách để học thì các bạn có thể lên trang sachketoan.org, nó có rất là nhiều cái loại sách ở đây. Các bạn có thể tham khảo. Được chưa các bạn? Rồi hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.